Tình trạng dụ dỗ mua bán phụ nữ và trẻ em vẫn còn xảy ra, gây nhức nhối trong đời sống của người dân và ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Hiện nay tỉnh Quảng Ngãi đang tăng cường các biện pháp ngăn chặn tình trạng này. Tại huyện miền núi Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi, do địa bàn vùng sâu còn nhiều khó khăn, hạn chế thông tin liên lạc, thời gian qua nhiều trẻ em vị thành niên bị lôi kéo dụ dỗ từ những người quen và trở thành nạn nhân của tội phạm mua bán người. Trong 2 năm qua, Công an huyện Ba Tơ kịp thời giải cứu nhiều trường hợp trẻ em bị dụ dỗ mua bán. Cũng xảy ra một số cái trường hợp mấy em học sinh nữ bỏ học để mà nghe theo lời dụ dỗ của một số người khác để đi xuống các huyện đồng bằng để phục vụ các quán karaoke. Các đối tượng mua bán người có xu hướng hoạt động liên tỉnh, liên kết với nhiều nhóm ở vùng núi, hình thành các đường dây tội phạm khép kín bán sang Trung Quốc. Nhiều đối tượng từ nạn nhân nghe theo lời dụ dỗ rủ dê của kẻ xấu, họ đã trở về quê hương chuyên đi lôi kéo lừa gạt những nạn nhân khác. Lực lượng công an xã phải nắm chắc tình hình và nắm chắc cái công tác nhân khẩu, hộ khẩu thường trú, tăng cường kiểm tra công tác này. Để mà khi mà phát hiện các đối tượng này trở về địa phương thì tiến hành gọi hỏi răn đe để cho các đối tượng không có điều kiện rủ rê lôi kéo những người khác tham gia thêm. Để nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tội phạm mua bán người, cơ quan chức năng và chính quyền địa phương cần đẩy mạnh thông tin, nâng cao nhận thức và kỹ năng phòng chống tội phạm mua bán người, nhất là vùng núi cao, đồng thời hỗ trợ cho các gia đình trẻ em có nguy cơ để phòng ngừa đấu tranh tình trạng này. Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Nghệ An vừa bắt một đối tượng về hành vi tàng trữ trái phép động vật hoang dã. Khoảng 17 giờ ngày 1 tháng 8, lực lượng chức năng phát hiện tại nhà hàng của Cao Xuân Hùng tại xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, tàng trữ 4 cá thể TT có tổng trọng lượng là 21 kg. Hùng khai nhận số cá thể TT này được đặt mua của một người ở tỉnh Quảng Bình, sau đó vận chuyển bằng xe khách, rồi cất giấu tại nhà hàng để chế biến và bán cho khách hàng. Lực lượng chức năng đang hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật. 4 cá thể TT còn sống được bàn giao cho Vườn Quốc gia Pù Mát để thả về rừng.